Hello mấy bạn. Nhiều kênh nó vẫn tin là Goma Vlog với Gió Đồng với Săn Ma Vlog là làm ma thật nữa chứ. Vô Vô kênh mình chửi mình. nó mình là hàng kênh tỷ rồi, Câu view chứ đúng không? hàng câu view. Mình kêu kêu thằng Goma nó cho người tới quay chơi chung cái camera với nó đi, tôi coi con ma không. Còn nói sao nó live stream, coi những live stream của nó chưa. Nó live stream rồi nó lấy đồ nó chiếu máy chiếu cái gì, chiếu cái dòng hồn nó lên thôi. Còn lúc nào đoạn nào hay cái nói sẽ bị gì đó linh hồn xuất vong linh xuất hiện làm nhiễu máy quay rồi nhà chiếu lại cái đoạn đó cho mấy bạn coi, chứ nó coi có làm chưa. Chứ nó làm được coi nhiều con ma ra nữa đâu, ma toàn ma edit được không chứ ma nào ra. Còn thằng Gió Đồng thì nó chơi quỷ núp các bạn, đồng bọn của nó núp trong mấy cái sau mấy bức tường nữa, lò cái đầu ra làm quỷ. Như Coi rằng người vẫn tin. tiếu chết bà, con mới nó hài hay mẹ. Còn dân ngáo đá không?